nhóm, nói đến hội đoàn là nói trước tiên đến những con người cùng một cái tầm nhìn, cùng một ý hướng và cùng có khả năng lắng nghe những sáng kiến và cùng nhau tạo ra những kế hoạch. Nếu chúng ta biết cách thì nó sẽ phát triển, còn nếu chúng ta không biết cách thì sẽ tan nát. Ngay từ rất lâu, những người chuyên về công việc tổ chức hội nhóm, ví dụ như Baden Powell là người sáng lập ra phong trào hướng đạo thế giới, thì ông đã lưu ý một điều rất quan trọng. Ông bảo rằng tôi chỉ có khả năng tương quan tích cực với 4 người. Tức là ông có thể hết mình được, hết mình trong yêu thương, hết mình trong hành động, hết mình trong mọi nỗ lực với 4 người. Đến người thứ 5 là ông quá sức, ông không đáp ứng nổi. Đó là một nguyên tắc quan trọng. Vậy thì nếu mà một lúc nào đó cái nhóm của chúng ta hơn 5 người, cái hội đoàn của chúng ta hơn 5 người, thì gần như rằng là một cái người làm trung tâm sẽ bỏ rơi một ai đó, hoặc là bỏ rơi một người trong tình trạng cố định, thường xuyên bỏ rơi, thường xuyên quên, hoặc là lần này thì quên người này, lần sau lại quên người kia. Và đó là cái quy luật tương tác tâm lý mà chúng ta biết. Sau này thì các nhà nghiên cứu về khoa học nhóm họ bảo rằng là thật ra nếu mà chúng ta biết tận dụng thì chúng ta có thể tương quan hữu hiệu trong nhóm 8 người. Tức là gấp đôi Baden-Powell. Tức là có thể nhờ những cái phương tiện hiện đại giúp chúng ta vẫn có thể liên kết được, và nhờ nhiều cái nguồn tài nguyên cộng đồng mà chúng ta có thể nối kết, có thể giúp chúng ta tương tác được với 8 người. Nhưng mà nếu nhóm chúng ta bắt đầu đông hơn, nó thành 10 người, 15 người, thì chúng ta phải nhớ, tuy không phải là chính thức, nhưng mặc nhiên nhóm chúng ta sẽ chia thành 2 đến 3 nhóm. Nên cái gọi là cái mầm mống phân chia nhóm là nó là cái mầm mống tự nhiên mang tính tương quan giữa con người với nhau về cái giới hạn mà người ta có thể quan hệ tốt, tương quan tốt với tối đa là 4 người, hoặc là với cái sự trợ giúp của hiện đại thì tối đa là 8 người. Nếu hơn cái đó thì chúng ta phải ý thức nhóm chúng ta đang hình thành những nhóm nhỏ. Và như vậy giải quyết vấn đề này, thay vì chúng ta cuốn lên tại sao anh em không kỳ hợp nhất, tại sao không chịu đoàn kết với nhau, tại sao là cứ nhóm này nhóm kia, chúng ta la gào, chúng ta y như là người đang đổ xăng vào lửa vậy, làm cho nhóm hoang mang, làm cho nhóm trở nên căng thẳng. Thay vì đó thì chúng ta bắt đầu ý thức với những nhóm nhỏ đó, chúng ta có thể tạo ra những cái đội, những cái toán trong cái nhóm đó. Và mỗi đội, mỗi toán có một sứ mạng, có một hành động. Và hành động và sứ mạng đó nó đi vào trong sứ mạng chung được của nhóm. Thì cái đó là cái hay của những người điều hành. Ví dụ như đây là một cái nhóm làm truyền thông mà bây giờ thành 15 người thì tự động nó sẽ thành từ 3 đến 4 nhóm. Thì chúng ta có thể có một nhóm chuyên về đi làm các phóng sự đường phố, một nhóm chuyên về làm PR cho YouTube để có thể quảng bá cái trang của mình, cái kênh của mình, một nhóm chuyên tổng hợp tin tức để làm những cái tin mang tính rút gọn và bình luận. Một nhóm có thể vận động cộng đồng để đón nhận sự phản hồi, sự tiếp sức của họ cho cái nhóm truyền thông của chúng ta. Ví dụ như vậy, thì chúng ta thấy là mỗi nhóm có một
hoạt động vẫn đi vào trong mục tiêu chung, vẫn đi vào trong sứ mạng chung. Vấn đề khó của chúng ta là ở chỗ chúng ta hoặc là quá tự tin nơi mình, hoặc là quá mặc cảm nơi mình. Mặc cảm nơi mình là làm sao? Mặc cảm nơi mình nghĩ rằng là cái này mình làm người ta sẽ chê. Nhưng mà mình lại nghĩ mình thấy cái đó nó cần, thấy cái đó nó hay, thấy cái đó mình làm được. Nên thôi tôi làm riêng để không ai chê. Còn nếu chê thì coi như là cũng không có giận hờn ai, tôi chịu mình. Nhưng thật ra nói chịu một mình cũng đau khổ lắm. Người ta chê suốt, chê chỗ này chỗ kia, cái chỗ nào ta cũng chê, cũng tắt lửa đó, không làm nổi một mình được đâu. Hoặc là quá tự tin. Quá tự tin tức là tôi làm chắc chắn được, tôi làm luôn luôn đúng, tôi làm luôn luôn thành công. Và quả tình có những người cực kỳ giỏi như vậy, tôi cũng thấy như vậy. Nhưng mà một thời gian sau, cái công việc nó chỉ dừng lại đó, không phát triển được. Bởi vì cái năng lực của mình nó chỉ đến đó mà thôi, nó chỉ đến đó mà thôi, không phát triển hơn được. Nếu có phát triển hơn thì đi rất chậm. Trong khi người ta có đội, có toán, có ekip thì người ta sẽ vượt qua rất là nhanh. Nên vấn đề thay vì là mình căng thẳng về vấn đề chia rẽ trong nhóm, thì chúng ta học cách chia việc theo nhóm nhỏ. Và cái đó nó tuyệt vời hơn cái tách ra để làm một mình. Còn hiện nay chúng ta gần như là đối diện với cái điều đó mà không được chủ động để tạo ra những nhóm hợp lý trong nhóm, nhóm hợp lý nhỏ trong nhóm lớn, thì chúng ta sẽ dẫn đến cái tình trạng mệt, cứ cãi nhau suốt, cứ cạnh tranh nhau suốt, cứ nói xấu nhau suốt và bỏ cuộc. Và bỏ cuộc nhưng mà lửa mình hăng say, mình vẫn muốn làm, cuối cùng làm một mình. Đó, nên cái sự hợp tác nó trở nên quan trọng lắm. Còn nếu không là chúng ta bắt đầu cứ tự đóng khung mình lại trong mặc cảm hoặc là quá tự tin, và nó sẽ dẫn đến cái nén bạc mà Chúa trao cho chúng ta để nó phát triển rộng ra thì không được phát triển. Và dần dần chúng ta sẽ rơi vào cái người chôn cái nén bạc đó. Và cuối cùng thôi mặc kệ, tôi đã làm rồi mà không được, tôi chịu. Tôi đã nói rồi mà người không theo, tôi chịu. Tôi đã nỗ lực hết sức mà mọi người chia rẽ, tôi chịu. Mùa phục sinh, chúng ta hãy tìm cho nhau một cơ hội. Và gần như cái chúng ta có cảm giác là chia rẽ đó, thực ra nó là cơ hội chứ không phải là chia rẽ đâu. Nó cơ hội phát triển. Hãy tin vào điều đó và hãy tin vào Thánh Thần của Chúa. Chính Ngài sẽ làm cho chúng ta phát triển. Tất nhiên sự phát triển luôn luôn đi kèm theo với một sự đau đớn nhất định. Một cái cây đã có cái lớp vỏ và bây giờ nó lớn lên một đoạn thì nó phải kéo căng cái lớp vỏ, kéo căng hàng loạt những yếu tố bên trong nó, cũng đau lắm. Nhưng mà sau một thời gian đau, nó lại thành một cái cây cao hoàn thiện. Và đó là cần thiết, và đó là sự phát triển. Vậy ha. Thank you.